Không, ngày nào cũng uống. Nó như là một thói quen ấy, mình muốn thay nước lọc chứ không hay uống. Không, chả bao giờ, chỉ có đi ra ngoài hàng thỉnh thoảng, ví dụ đi Starbucks cái thứ gì gì đấy thì gọi thôi. Mình không thích uống cà phê vì nó khá đắng, mình không thích cái gì đắng, kể cả sô cô la mình không ăn. Tất nhiên rồi, tớ rất là thích, tại vì tớ rất là thích nấu ăn này, rồi là thích tự pha chế cái thứ. Nếu mà tự pha ở nhà thì được, rõ ràng là thích vì nó tiết kiệm hơn nhiều nhá. Không phải tốn tiền đi ra ngoài đường nhá, tốn xăng nhá, bị công an bắt các thứ này nhá. Nói chung là ở nhà vẫn ok hơn. Squid Man My Name. Ok, xin chào các bạn. Ở đây thì mình đang có là gì? Đây là một cái máy pha cà phê. Mình là chiếc robot này. Mọi người đã biết gì về cái này chưa? Trông mặt tao có giống con tâm không? Mày có biết về cái này chưa? Thằng biết, có biết đâu. Đây là máy pha cà phê là cái chắc. Đúng rồi, mày vừa nói mà. Và mày đang dùng nước lọc chỗ văn phòng tao ấy. Tao biết. Tinh khiết mà. Không vấn đề gì cả. Thế thì cái máy pha cà phê này nó có một cái đặc điểm rất hay là nó sẽ có thể pha cà phê cho các bạn trong một thời gian rất là ngắn. Nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 1 phút mà thôi. Và để pha thì chúng ta sẽ cần có những cái gì? Các bạn sẽ cần phải có những cái viên nén cà phê như thế này. À đủ. Đó, nên là phải dùng viên nén bột à, riêng viên. Nó là bột ở trong. Nó là bột. Và những cái viên nén này thực ra nó là thiết kế dành riêng cho máy pha cà phê kiểu như vậy. Tức là nếu như bạn dùng cái máy mini ME này thì các bạn sẽ chỉ có thể sử dụng được với cái viên nén này mới có thể uống được cà phê mà thôi. Để à, chắc hút là máu, hút máu ở đây này. Đấy. Hút máu là ở đây. Cái bài này quen cái này, cái lỗ này để hút. Và máu. Có rất nhiều vị nhá. Ví dụ như cái mà Vinh đang cầm này, đây là cái phần sữa của Chococino, đây là phần cà phê của Chococino. Là cái này là trà. À, nó phân biệt cho màu, cái màu trắng này là sữa này, cái này mới là cà phê này. Đúng, chính xác, còn cái này là cà phê đen này. Đấy. Cà phê đen. Và nếu như các bạn gái ví dụ như là bắt đầu level vì ví dụ như là Thảo thích này, không? Thảo thích thì lại có thêm cả green tea đi mắt chắc. Bây giờ pha hết mấy cái này với nhau sao? Đương nhiên không, nếu mà mix hết vào với nhau thì chưa thử, không rõ. Thế bây giờ pha thử cho mọi người. Vừa nãy là này nó hay thích uống cái trà xanh. Nhưng mà cái này ngọt không? Cái gai. Ngọt. Ngọt chứ. Ngọt thì uống cái này đi, không uống thử nhá. Trà xanh uống vụi vì kinh. Thế bây giờ thử Chococino trước nhá. Đấy. Cách sử dụng cho. Cách sử dụng này. Các bạn lưu ý là chúng ta phải cho nước vào đây. Đó, nước này. Và sao lâm nước vào đít đấy kìa. Hả? Ừ. Bình nước nó lư thế. Giống mặt, giống mặt. Bây giờ nhá, phải bật nó lên trước đã. Trông vui như thằng. Bật cái nút ở trên trước này. Bật mẹ rồi. Bật lên rồi, thấy chưa? Thì nó nhấp nháy như này tức là nó đang đun nước ở dưới. Cái này các bạn hay uống như kiểu là nóng hay lạnh này thì chúng ta không phải phân vân đến cái việc mà phải đun nước nóng mà cái này nó sẽ đun luôn. Ok chưa? Tính nghĩa lại tốn thêm tiền điện nhà tao rồi, mẹ tí tao thu tiền chứ. Cái này là gì? Cái này là cái nước để chọn nước, tí nữa giới thiệu. Đây á, vì uống Chococino đúng không? Đúng, nhiều sữa vào nhá. Nhiều sữa không? Ừ. Một là uống hai viên này. Đó, thì lần lượt pha. Ví dụ bao tiền một viên này á? Một cái hộp như này là 16 viên, nó sẽ dao động trong tầm khoảng 250. 250? Cái nó cũng rẻ thôi. 10.000. Hơn 10.000. 250 là uống được bao nhiêu cốc? Tùy, ví dụ như là 16 viên này, mỗi lần uống 2 viên là uống 8 cốc. 225 chia 8 bao nhiêu? 83 hay 4, như vậy là mỗi lần uống được 3 cốc à? Mỗi cốc là khoảng 30.000. Thôi được rồi, mày phát đi. Đây, thế thì cái này là Chococino đúng không? Nếu mà để ý trên cái phần mặt này. Đâu nhỉ? Chococino không ăn rồi. Ví dụ trên cái phần mặt này, chúng ta sẽ có một cái phần để hướng dẫn ở đây, tức là cái mức nước. Và chọn theo cái thang ở đây, thấy chưa? Nước này, cái thang ở đây. Thế các bạn có thể để ý cái khu vực đằng này. Đó, thấy chưa? Chọn nước. Bao tiền cái máy này? Khoảng hơn 3 triệu. À đây đúng không? Đây đúng không? Đấy. Cái này đúng không? Sau khi làm xong mày tặng được 3 đúng không? Máy này đúng không? Xong rồi sao? Cứ đóng nguyên thế vào thôi à? Đóng vào, thấy chưa? Xong rồi kéo cái này xuống. Ấn xuống, thấy chưa? Bây giờ để ý trên nóc này nó hiện lên màu xanh, tức là đã ok rồi thì chọn nước. Cái này là không cần phải bóc ra. Không cần phải. Ta lại cứ tưởng ta lại hoài tí ta bóc này. Không cần. Bây giờ chỉ cần đấy, có hai nước này, bên phải là lạnh, bên ngược lại là nóng. Mình uống nóng đúng không? Xong. Và bây giờ cà phê ra thôi. Để chờ xem nào. Đợi chờ đôi mắt của em ngày ngủ ngơ sáng. Trông như kiểu là hôm đấy mình ăn phải đấy, hơi nóng này. Trông như kiểu là cái hôm mà mình ăn mày nhớ cái hôm mà mình đi ăn bún ăn bún đậu mắm tôm không? Ừ. Về y hệt này luôn. Thơm không? Công nhận có mùi thơm. Thơm không? Đây là cái phần sự cảm giác mình thấy là ít ít thì sao ấy? Ít quá. Hay là cái tại là cái cốc này to quá nhỉ? Không, nước 3 bây giờ cái chính là còn một cái này cũng nước 3 nữa. Bây giờ xong thì gì? Bật lên. Nhấc cái này lên. Có nhất thì phải nhấc lên không? Có nhấc lên thì mới lôi được cái này ra. Ê mày lấy tao mượn cái khay gì đấy tao để cái viên nén sử dụng rồi vào. Mùi cứ thơm thơm hết. Đó, thì đây các bạn để ý nhá. Đó. Bởi vì sử dụng xong rồi. Ủa cái này nó chọc một cái lỗ vào rồi đúng không? Đúng, chính xác. Và bây giờ xong nó hết mày chưa? Sữa.
Ờ nhưng mà trong này vẫn còn nước mà. Ờ thực ra là nó loãng rồi, phải chấp nhận cái phần bọt đấy đi. À đây là bọt thôi, chứ không phải là còn nước. Đấy. Thực ra vẫn còn ít nhưng mà không đáng kể, rất là ít. Đó, giờ nước 3 tiếp. Chúng ta lại thêm một lần nữa vào đây. Nếu mà lên nước 4 thì sao? Nước 4 thì nó sẽ bị loãng, nó không theo công thức kia, có thể nó sẽ nó muốn như vậy là theo đặc hay là loãng là tùy theo bản thân mình thích đặc hay loãng không? Đó. Cái này có pha được coca không? Nếu mà có viên nén coca chắc là pha được. Nguyên tục cái này hình như không có. Mình bóc cái này ra mình cho coca vào. Rồi, đây. Được một cốc à? Đã hoàn chất phải lên. Cái này có nhớ cái hôm mà buổi tối tao mày xỉn về xong vào nhà vệ sinh hai thằng này không? Hôm nay hình như không có tao. Không có mày đương nhiên. Đó, và đây. Xong rồi nha. Nhắc cái này ra. Thôi thôi đúng không? Là bây giờ uống được rồi đúng không? Đó. Thế là mất khoảng bao nhiêu phút là có một cốc nhỉ? Thì đấy, từ nãy giờ pha nhanh hay chậm tùy bản thân thì nó rơi vào tầm 5 phút. 5 phút. 5 phút là có được một cốc. 5 phút là từ nãy giờ là chém gió hơi bị nhiều rồi. Bây giờ uống thử đi. Hơi nóng đấy. Không phải. Hơi nóng đấy, nóng đấy. nhìn kiểu lên. Từ nó lên kiểu layer anh nhìn đẹp quá chứ. Mình thấy nó có cái vị giống vị Milo. Thể giống Milo cực. Chocochino nó là sô-cô-la mà. Giống Milo. Nó như kiểu là cacao. Cacao màu ở bên trên này. Xong rồi đậm dần xuống bên dưới này. Screaming my name. Screaming my name. Screaming my name. Đéo con hát được câu lột gì đéo ngoài. Screaming my name. Nhớ được mỗi screaming my name. Đào được mỗi screaming my name. Rap thì như bò nhưng screaming my name. Thế anh có tư chất hay thải á? Đâu? Tập bọt. Ê từ từ đã. Uống phần này nó bọt đúng không? Tại vì phần này nó bị nhạt, nó sẽ là cái bên sau mày pha ấy, nó bị sữa sữa nhiều hơn chưa? Ê từ từ nào. Mày đừng uống quẹ hết cả cốc rồi. Ngon, công nhận ngon, cái này thở hợp với tao vì gì? Nó không bao giờ đi ra ngoài uống cà phê tại vì nó bị đắng ấy. Mà cái vị đắng là tao thường là không thích đồ đắng nên một lúc nào tao cứ vào quán cà phê cứ gọi là món này có đắng không chị, xong rồi tao gọi đồ ngọt. Không thấy đây là nó là kiểu cái này sô-cô-la. Quan trọng là cái chất của cái này bên trong nó có cái mẹ gì thì làm cho cái này cái vị của nó rất là dễ chịu, nó không bị ngọt quá, không bị đắng. Công nhận nó giống như mình pha Milo ở nhà nhưng có thêm sữa vào, uống thử mà xem, uống thích cực kỳ luôn. Cái máy này kể mà rẻ thêm tí nữa thì mình mua cho văn phòng ở đây cho mọi người uống thâu lại một tháng. Hoặc là Tony Phùng chắc là sẽ tặng cho mình cái máy này đúng không? Đúng không? Uống dễ chịu nhở? Giống uống Milo vãi đâu luôn ấy. Địt mẹ thằng này lại thích rồi. Thằng uống ít thôi. Nó rất cái vị sữa ấy nó giống như vị sữa tươi hơn ấy. Sữa đặc. Uống thích cực kỳ. Táo ấy. Có vị kiểu ngậy ngậy. Uống ngon cực ra đây. Nó kiểu ngậy ngậy béo béo sữa tươi ấy. Mình sắp được tặng cái máy này rồi. Uống vị ngon cực. Nó ngậy sữa tươi hơn là kiểu bị cái vị khét quá sữa đặc. Nóng đấy. Đây là. Không uống được rồi. Đây là cái cốc của em mà. Cappuccino uống đi. Thơm ấy. Ừ. Cái này là chocochino. Đây mà là cappuccino á. Tại vì nó không đặc hẳn đâu. Tại vì đặc thì nó nằm ở phía dưới nhiều hơn nhỉ. Chị phải uống ngon đúng không? Trên đi. Nó Milo. Thấy chưa? Nhưng mà nhạt hơn Milo. Nhạt hơn Milo một tí dễ uống, ngon đúng không? Nhạt hơn chỉ cần xuống cái nước level 2 được đúng không? Nhưng mà thực sự cái máy này hơn 3 triệu một tí thì mình nghĩ mục đích hướng đến là kiểu những người một là hay làm việc ở nhà này, hai là không muốn mấy cái đồ, tại vì nhá, nếu chuẩn bị pha cà phê cái thứ nhà đồ nhiều lằng nhằng và phải căn cho cái mức phù hợp thì cái này tức nghĩa là người nào nghiệp dư nhất phù hợp với các chị em kiểu là đếch biết cái mẹ gì mà không biết vào bếp ấy, mua về phục vụ chồng ngoài cái việc là sáng sớm đánh răng không thì bây giờ nhưng sẽ phục vụ nó trên bất tiện đó là mình phải mua cái này nhưng mà may ra nó cũng được. Dạ. Cái này cũng hợp với cái này các bạn là chuẩn bị nó cũng dễ mà... nó chuẩn bị dễ, mình không còn phải làm máy pha cà phê rồi làm bột thứ linh tinh. Cái này cũng hợp văn phòng mà. Nhưng mà lưu ý với các bạn một điều đó là những cái viên nén này chúng ta sẽ có rất nhiều loại, không phải chỉ có chocochino mà bây giờ còn có cả latte này, tức là cái này đó là trà xanh, còn cái này nó là cà phê đen này. Thực ra là còn rất nhiều viên nén nữa thì các bạn cũng có thể tìm mua rất là dễ dàng để mà sử dụng riêng cho những cái loại máy này. Máy này nó có tên gọi đó là Nescafe Dolce Gusto. Đó, Dolce Gusto như cái viên nén này. Ô mẹ, nhái hiệu thương hiệu kìa, DNG kìa. Dolce Gusto DNG dở mà rẻ. Thực ra mà nói không phải là nhái đâu mà đây là sự kết hợp. Đây là bên kia là tạo ra phong cách thiết kế những cái máy pha cà phê này. Còn Nescafe là xử lý cái phần hồn của cà phê. Đó. Mà tại sao nó lại không có xử lý phần hồn đúng không? Bảo sao uống hoa quả cái thứ gì? Tại vì là nó là cà phê, là viên nén thì đương nhiên là hoa quả sẽ rất khó để mà tạo ra được những cái kiểu như thế này. Nên hầu như đây là cà phê thôi. Chứ không phải viên nén đâu. Nó là bột, tức là gọi tên là viên nén nhưng bên trong nó là bột. Và đây là những cái trải nghiệm của Vinh Nguyệt và Thảo xinh xắn, Thảo Bảo Bối. Và
Tú Đội về cái máy pha cà phê này. Còn cảm nhận của bạn thì sao? Hãy để lại comment nhé. Video mình chỉ được dừng lại tại đây. Mình xin phép được giveaway cái này. Mình xin phép được mình sẽ tặng miễn phí cho các bạn cái ly này. Và Thảo sẽ tặng miễn phí cái này. Các bạn chỉ cần comment số may mắn bên dưới. Bye. Thật đấy. Đừng tin.